Hello, xin chào em nhá. Chào mừng em đến với kênh YouTube của mình trong ngày hôm nay. Ok anh em ơi, sau khi mình lên video này này thì có một bạn là người may mắn nhận được cái con diều này nhá anh em nhá. Thì mình hỏi bạn này gửi FB cho mình thì mình hiện tại chưa thấy nhắn. Mình đợi chờ từ giờ đến tối, nếu mà bạn ấy nhắn thì mình sẽ quay gọi bạn ấy cho anh em xem nhá. Và con diều này mình nếu mà ở gần thì mình sẽ mang đến tận tay cho bạn ấy luôn. Ok, các bạn cùng đón chờ nhá. Như mọi người có thể thấy là hiện tại nó cũng buổi tối rồi mọi người ạ. Đấy thì sau một thời gian mình chờ đợi thì bạn này cũng comment rồi mọi người ạ. Đấy, bạn này có gửi Facebook qua mình rồi. Thì xin phép mọi người là mình che phần thông tin. Lý do là vì nó là quyền riêng tư các bạn nhá. Đấy, thì bây giờ mình sẽ gọi cho bạn này. Đấy, xong rồi xem thử bạn này ở đâu. Ok, được rồi. Thì hello em nhá. Hello anh. Em tên Lượng đúng không? Anh thấy Facebook tên thế mà. Đúng rồi ạ. Thì em không biết em sinh năm bao nhiêu nhỉ? À, em 207 ạ. Ồ, 207. 207 thì bằng tuổi, gọi là bạn nhá. Ok. Không biết là bạn ở chỗ nào nhỉ bạn? Mình ở quanh Đồng Hỷ ạ. Quanh Đồng Hỷ. Thích cụ thể là bạn ở chỗ nào đấy? Tôi ở Làng Cau. Thế Làng Cau thì chúng mình đi tới chỗ bạn chắc khoảng tầm 7 cây thôi. Hay là cái con diều này hay là tôi buộc xong rồi tôi khâu túi bóng vào xong rồi tôi mang đến cho bạn xong rồi test luôn nhá. Ok bạn. Ok, có gì tôi nói chung là tặng bạn luôn cái con diều này. Ok không? Ok. Ok, thế bye bye bạn nhá. Hẹn bạn ngày mai. Bye bye bạn. Ok. Để mà hoàn thành con diều này để mang đến cho bạn Lượng ấy thì mình cần phải sử dụng nói chung là một cái cuộn dây, nhưng mà sẽ sử dụng một phần nhỏ nhỏ thôi để làm cong cánh con diều. Dây chỉ thì mình sẽ buộc cố định con diều này lại. Đấy, diều nhỏ thì chỉ sử dụng dây chỉ thôi, quấn nhiều xong rồi dán keo voi nó khắc chắc chắn thôi. Còn cái túi bóng này thì mình sẽ sử dụng để khâu nó vào. Đấy, và cái bấm này mình sẽ cắt chỉ, cắt dây. Còn keo voi mình sẽ dán cố định vào. Hiện tại bây giờ là 9 giờ này. Anh em nhìn này. Bây giờ mới xong. Hello anh em nhá, chúc em một ngày mới vui vẻ. Thì anh em ơi, thì buổi sáng mình thấy nó mưa nên là mình không có quay. Bởi vì là thứ nhất là ồn, thứ hai là nó âm u, nên là quay nó không được đẹp, anh em lại không thích xem ấy. Thì con diều này mình đã hoàn thành rồi anh em ạ. Mình dán con voi này, khâu và buộc khá là chắc chắn luôn. Không có lỗ thủng. Đấy, nói chung là có thể chơi được lâu dài nếu như bạn Lượng giữ gìn. Đấy thì một lúc nữa mình sẽ cùng anh em đi mang con diều này đến cho bạn Lượng. Thì mình vào đây thì mình cũng hỏi bạn này để dẫn đường vào đây nhá. Hello mọi người. Ok anh em ơi, thì hiện tại mình cũng đến chỗ của bạn Lượng rồi. Thì đây là một cái khung cảnh khá là đẹp luôn. Cũng như là gió cũng gọi là thả được diều. Nhưng mà bạn Lượng có bảo là thôi thì quay được một lúc thôi. Xong rồi bạn ấy mang diều về giờ. Bạn ấy cũng bận rồi. Đấy. Thì nói chung là mình không hiểu vì sao mà bạn về nữa. Bạn bận hay như nào? Nhà có việc ạ. Có việc. Thế thì thôi. Nói chung là khi nào thả bạn bảo mình nhá. Ok. Thì mình hỏi thật là con diều này mình tặng bạn thấy đẹp hay là thấy ok không? Đẹp. Đấy, ok. Thì nói chung là cuộn dây này bạn mang về cứ thả, khi nào mình hỏi lại thì bạn cứ đưa cho mình nhá. Ok. Ok. Nói chung là
Nói chung là bạn này ủng hộ mình cũng cũng nói chung là cũng lâu rồi đấy. Đấy, ủng hộ mình nhiều video nên là mình cũng tặng bạn ấy một con diều. Đấy thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhá. Nếu các bạn cảm thấy video của mình hay, đừng quên cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video theo nhá. Bye bye mọi người nhá.